Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với series Trên Tim Như Thế Ngoài Đời Như Nào. Các bạn có biết có một địa điểm không bao giờ hết hot đối với các nhà làm phim hay không? Đây là một địa điểm từng quay rất là nhiều bộ phim nổi tiếng như là Công Đảo Đầu Lâu, Ben và Vùng Đất Neverland, Tám Cám Diện Chưa Kể và Thiên Mệnh Anh Hùng. Vâng, và công đảo khác đó chính là Ninh Bình. Khi nhắc đến du lịch miền Bắc, người ta thường hay nhắc đến Sapa hay Hạ Long. Nhưng ở bên cạnh đó thì Ninh Bình cũng chính là một viên ngọc ẩn giấu với những khung cảnh cực kỳ hữu tình, thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Bạn có thể thấy rõ qua những ngọn núi đá vôi, thả mình trên con thuyền trôi lênh đênh, hay là khám phá vẻ đẹp cổ kính, uy nghi của những ngôi đền, ngôi chùa ngàn năm tuổi. Chính vì thế, địa điểm du lịch Ninh Bình không chỉ được du khách yêu thích mà còn là đứa con phà của nhiều đạo diễn nổi tiếng lừng danh. Ninh Bình là một tỉnh nhỏ nằm ở rìa phía nam và tây nam của đồng bằng sông Hồng. Trước đây, dù đã nổi tiếng với cảnh đẹp non nước tuyệt vời, Ninh Bình thường được khách du lịch trong nước biết đến nhiều hơn là khách nước ngoài. Nhưng sau khi xuất hiện trên màn ảnh rộng qua bộ phim Công Đảo Đầu Lâu được chiếu vào năm 2017, Ninh Bình chính thức đặt chân lên bản đồ du lịch quốc tế với những cảnh quay cực kỳ là hoành tráng, tôn lên được hết vẻ đẹp thiên nhiên vốn có ở Ninh Bình. Phải nhờ đâu mà Ninh Bình thu hút các nhà làm phim từ trong nước đến ngoài nước như vậy? Chúng ta hãy cùng khám phá nhé! Tam Cốc Bích Động. Tam Cốc Bích Động không chỉ là một địa điểm tham quan mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên mang lại giá trị lịch sử cao cả trong thế giới điện ảnh và trong thực tế. Nếu như trên phim, khán giả sẽ thấy cảnh thước tha trên thuyền giữa dòng sông Ngô Đồng, những dãy núi đá vôi đẹp hùng vĩ hoặc là cánh đồng lúa xanh mướt tạo nên không khí kỳ bí trong phim King Kong. Thì khi bước ra khỏi thế giới ảo, Tam Cốc Bích Động vẫn giữ nguyên sức hút đặc biệt của mình. Là một phần trong quần thể danh thắng Tràng An, nơi đây đưa du khách đến gần hơn với những trải nghiệm tuyệt vời. Tam Cốc với ba hang độc đáo, Động Thiên Hương, Chùa Bích Động, Cổ Phiên Lầu. Cố đô Hoa Lư. Cố đô Hoa Lư với vị thế là kinh đô của nước Đại Cồ Việt thời kỳ Trung Đại đã trở thành địa điểm phổ biến đối với các nhà làm phim, đặc biệt là đối với dòng phim cổ trang Việt Nam. Trong đó có thể kể đến hai bộ phim Việt cực kỳ đình đám đã quay ở Cố đô Hoa Lư là Tám Cám Chuyện Chưa Kể và Thiên Mệnh Anh Hùng. Có thể thấy Cố đô Hoa Lư khi xuất hiện trên màn ảnh rộng sẽ là hình ảnh của một kinh đô tráng lệ, cung điện đền đài với cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ xung quanh. Trong thực tế, Hoa Lư không chỉ là một di tích lịch sử mà còn một điểm đến hấp dẫn cho du khách. Cố đô Hoa Lư hiện nay là một địa điểm du lịch quan trọng tại Ninh Bình, thu hút du khách bởi các di tích lịch sử như đền thờ Phua Đinh Tiên Hoàng, đền Đô, đền Phu Lê, đền Thái Vi. Ninh Bình không chỉ là địa điểm tham quan mà còn là sự hòa quyện giữa thiên nhiên tuyệt vời và di sản văn hóa độc đáo. Vì vậy, không quá khó hiểu khi các nhà làm phim thường chọn Ninh Bình làm bối cảnh cho các tác phẩm của họ. Và đó là Ninh Bình. Cảm ơn các bạn đã xem series này nhé. Hãy bấm like và theo dõi kênh để xem thêm nhiều video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.